Sự nâng cấp của công cụ tạo bộ đếm trong Zboom. Ở trong cái clip trước thì bạn thấy là công cụ tạo bộ đếm của chúng ta trông nó rất là sơ khai, nó rất là nguyên thủy, nó chỉ có chạy là theo thời gian, đếm theo từng giây một thôi. Trong clip này thì bạn sẽ thấy rằng Zboom đã có sự nâng cấp rõ rệt trong tùy chọn tạo bộ đếm cho PowerPoint. Cái thao tác mà tạo ra đồng hồ rồi đóng khung cho nó thì trong clip trước tôi đã nhắc đến rồi. Trong clip này tôi sẽ vẽ ra một cái đồng hồ đại khái như thế này để minh họa tính năng, những cái tính năng mà Zboom đã được nâng cấp. Thì bạn cũng biết là khi sau khi mà tôi vẽ ra một cái khung như này rồi tôi tạo đồng hồ đấy, thì các cái thông số của đồng hồ sẽ được thay thế vào những cái phần văn bản ở bên trong cái khung này. Cho nên là tôi viết hai cái số đại khái vào đây để tôi nhìn, tôi hình dung được xem là cái đồng hồ của tôi trông nó sẽ như thế nào. Rồi, để cho khi mà tạo đồng hồ nó nhàn hơn thì tôi sẽ nhân ra khoảng 4 5 cái gì đó để minh họa chức năng tạo bộ đếm đã được nâng cấp như thế nào. Mà đồng thời mình cũng so sánh giữa các thông số luôn. Rồi, bạn cũng biết bây giờ khi mà muốn tạo đồng hồ thì tôi chỉ việc chọn vào đối tượng mà tôi muốn tạo đồng hồ thôi. Và nếu như tôi điền đây là 5, tôi điền đây là 1 và tôi chưa chọn một thông số gì khác hết, các tùy chọn khác tôi không chọn gì hết thì bạn cũng đoán được là nó chạy như nào đúng không? Bây giờ tôi ấn tạo bộ đếm này. Thì nó sẽ chạy lần lượt từ 5 trở về 1. Mỗi một khung hình thì cách nhau 1 giây. Rồi, bây giờ sang cái đồng hồ thứ hai. Tôi sẽ chọn vào tùy chọn là tính thời gian cho nó. Tôi chọn là từ 5 về 1, tôi ép nó là để chạy trong 1 giây thôi. Thì đây là ý nghĩa của nó, thì bạn sẽ thấy tốc độ nó khác hẳn luôn. Từ 5 về 1 trong vòng 1 giây. Đó. Ok. Rồi, nếu như tôi chọn là 50 trở về 1, thời gian tôi để là trong 1 giây. Cũng như vậy thôi, nó sẽ chạy đủ 50 khung hình trong 1 giây. Bạn nhìn này. Bạn xem nhá, nó sẽ chạy đủ 50 khung hình luôn, từ 50 đến 1 luôn. Như vậy thì cái số 2 này nó chạy là từ 5 về 1 thì nó chạy 5 khung hình trong 1 giây. Cái số 3 này nó chạy từ 50 về 1 thì nó chạy 50 khung hình trong 1 giây. Nó cứ đếm đủ 50 thì thôi. Rồi, thế mình mới nảy ra một cái thông số là dừng ngẫu nhiên tại bao nhiêu. Ví dụ nó chạy từ 50 trở về 1, nó chạy 50 khung hình rồi. Mặc định thì nó dừng lại tại cái số thấp nhất là số 1. Tuy nhiên khi mà mình tích vào cái dừng ngẫu nhiên này thì nó không chạy theo thứ tự như vậy nữa. Mà nó có thể là chạy 50, 1, 4, 9, 26, 27, 28, rồi 31, 32 rồi. Nó dừng lại là tại cái số mà mình đã đặt ở đây. Ví dụ tôi muốn nó dừng lại tại 40 thì tôi viết là 40. Nó sẽ chạy loạn cả lên, bây giờ bạn xem nhé, nó sẽ chạy loạn lên này. Và nó dừng lại để đúng số 40 luôn. Ok, và những cái tùy chọn đấy thì nó vẫn bị thiếu sót, nó vẫn nảy sinh ra một vấn đề. Đó là khi mà hai cái con số này mình điền biên độ nó quá lớn, ví dụ tôi điền là 300 chạy đến 5 chẳng hạn. Rồi tôi tạo bộ đếm thì nó sẽ tạo ra đúng đủ cái số khung hình bằng 300 trừ 5 cộng 1, tức là nó chạy đủ 296 khung hình luôn. Mà trong cái thời gian mà ta đã điền ở đây, ví dụ tôi điền là 2 giây thì bạn sẽ thấy nó chạy đến gần 300 khung hình trong vòng 2 giây. Thì cái mắt của ta khó mà bắt được kịp được các cái chuyển động đó. Đây, bạn thấy nó chạy sẽ rất là nhanh. Ok, do vậy mà nó ra một cái thông số tùy chọn nữa, đó là ấn định số khung hình chạy trên 1 giây. Thì nó vẫn lấy ngẫu nhiên từ 300 đến 5 thôi. Thế nhưng mà nó lựa ra làm sao để nó lấy đúng 10 hình trên 1 giây, 10 số trên 1 giây. Và 10 số đó cũng là được chọn ngẫu nhiên, chứ nó không phải lấy đủ hơn 100 hình trên 1 giây nữa. Rồi tôi ấn tạo bộ đếm với cái đồng hồ này thử nhé. Tạo bộ đếm này. Thì bạn sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa cái đồng hồ số 5 và cái đồng hồ số 6 này. Cái đồng hồ số 5 này mình chưa ấn định số khung hình, cho nên nó chạy rất là điên. Còn cái đồng hồ số 6 này mình ấn định là 10 hình trên 1 giây rồi, cho nên là nó chạy trông nó hài hòa hơn. Đó, bạn thấy không? Rồi mình muốn chạy cho nó chậm hơn, mình ấn định là mày chỉ được phép chạy 5 hình trên 1 giây thôi. Chạy trong vòng 3 giây. Cho tôi vẫn là chạy 2 giây đi. Thì cái tốc độ của nó sẽ chậm hơn. Bạn xem cái số 6 và cái số 7. Rồi, như vậy thì đó là ý nghĩa của các cái thông số được tạo thêm vào ở Zboom, đó là thời gian này, dừng ngẫu nhiên tại bao nhiêu và số lượng khung hình. Bạn sẽ thấy hai cái tùy chọn khác nhau nữa, đó là bắt đầu khi click chuột lên và mặc định ẩn. Bắt đầu khi click chuột lên thì tôi đã có đề cập trong clip trước rồi. Thế còn mặc định ẩn nó là gì? Tôi cũng tạo ra hai cái đồng hồ khác để mình kiểm tra hai cái thông số này nó khác nhau ở đâu nhé. Cái đồng hồ bên trái thì tôi sẽ có mặc định ẩn cho nó. Và cái đồng hồ bên phải thì tôi sẽ không để mặc định ẩn. Tôi sẽ chú thích luôn để lát chúng ta đỡ nhầm nhé. Tức là bên trái là mình có mặc định ẩn. Rồi cái bên phải là mình không có mặc định ẩn. Ok. Rồi mình sẽ tùy chỉnh cái thông số như nào đây. Thì bạn để ý là mình sẽ dùng đến tùy chọn là bắt đầu khi click chuột lên nha. Rồi cái bên trái là có mặc định ẩn. Thì tôi chọn vào có mặc định ẩn này. Tôi tạo bộ đếm.
Cái bên phải là không có mặc định ẩn, tôi chọn cái bên phải. Tôi bỏ tích chọn mặc định ẩn đi rồi tôi tạo bộ đếm. Bây giờ mình xem sự khác biệt giữa hai cái này là gì. Vào màn hình trình chiếu của slide này. Mà thế mặc định ẩn thì có nghĩa là mặc định khi mà chúng ta chưa động đến cái đồng hồ thì nó sẽ ẩn đi. Chỉ khi nào mà ta click chuột vào nó mới chạy thôi. Dừng lại tại 40. Và nếu như không có mặc định ẩn thì mặc định nó vẫn cứ hiện ra và khi nào ta click chuột vào thì nó vẫn chạy. Và như vậy thì đó là sự nâng cấp của công cụ tạo bộ đếm trong Zboom. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào bạn và hẹn gặp lại.